Cho bà con thì tiếp theo video này á thì bà con cũng đăng ký kênh đi. Thì đây là cái bơ bút mà mình sẽ hướng dẫn bà con là cái việc mà bấm ngọn cái bơ bút sao cho hiệu quả. Thì một số bà con nông dân chúng ta cũng đang thắc mắc cái việc làm cành, và cái việc thứ hai nữa là việc bấm ngọn và sửa tán cây bơ bút. Thì với cây bơ mình đang quay cho bà con xem á, là cây bơ này mình tạo tán lại cho cây bơ để cho nó ra hoa vào vụ năm tới 2017-2018 đó. Thì cái bơ này mình sẽ quay xung quanh bà con xem. Thứ nhất là cái tán nó không có đều, không có tròn đó. Đây là trồng xen với cà phê, hầu như là cây bơ bút bà con biết rồi đó. Chúng ta cần cái tán nó đều tròn thì nó sẽ ra bông được hiệu quả rất là cao đó. Mình quay xung quanh bà con xem á, cây bơ này nói chung hình thù nó méo mó và ngọn nó chúng ta chưa được sửa đó. Mình sẽ quay trong thân cho bà con xem luôn á, thân trên ngọn cũng cao rồi. Thì cái việc mà bấm ngọn mình cũng khuyên bà con tùy vào khoảng cách, nếu mà chung á, thì từ 3 mét rưỡi đến 4 mét trở lại chúng ta bấm ngọn thôi. Còn với trồng chung với cà phê á, thì khoảng cách cũng cỡ đó, và cái việc bấm ngọn thì cũng từ 3 rưỡi đến 4 mét đó. Cây bơ này mình quay chung chung hết cho bà con xem ở ở ngoài, và đây là chuẩn bị mình quay về bên trong là cái phương pháp bấm cành bấm ngọn. Thì với những cái ngọn mà tại sao chúng ta bấm á, thứ nhất nó có hai thời điểm, những cây bơ 2 năm này hoặc những cây bơ mà chuẩn bị vào năm thứ ba muốn cho làm bông á, chúng ta bấm để cho nó tức nó ra những cái chồi mới để cho nó đều cái tán của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm bông và thích bông hiệu quả hơn. Khi mà cành chồi nó nhiều á thì làm bông nó rất là dễ, so với những cái cây bơ mà tán nó không có đều tròn đẹp thì lượng bông nó sẽ không được đầy đặn so với những cây bơ chúng ta làm tán nó đều đẹp. Thì đây mình sẽ quay quy trình mà cắt tỉa những cái ngọn khi nào chúng ta bấm ngọn. Thì đây vẫn là quy trình làm cành và bấm ngọn luôn với cây bơ bút 2 năm rưỡi gần 3 năm đó. Thì cái bơ này nó méo mó như mình quay hình thù ở ngoài đó con xem. Thì về cái quy trình mà bấm ngọn á, thì mình nói lại cho bà con là thứ nhất á, là những cái ngọn nào mà nó không có khả năng ra bông nữa thì bà con có thể bấm đi để cho nó sinh sôi ra những cái chồi mới, chồi non mới. Là những chồi non mới này đó là nó vừa là cái chồi để làm bông, vừa thứ hai nữa là nó tạo cho cái tán ta sum xê đều và đẹp hơn. Vì thế nên khi mà con nhìn vào cái tán của cái bơ bút á, chúng ta nhìn cho rõ và kỹ nha, chỗ nào mà ấy méo mó giống như chúng ta đi hớt tóc á, nhưng chỗ nào méo mó không đều chúng ta cắt đi. Thì cái việc mà tạo tán á, là tạo từ đầu luôn, có nghĩa là từ nhỏ luôn, chứ không phải chúng ta để nó hình thù bắt chợt chúng ta làm thì nó sẽ không có hiệu quả đó. Như những cái này bấm hết đi, khi bấm xong á, thì bà con ra kiểm tra lại xung quanh tán nha. Thì cái video này mình quay tới 12 phút nên bà con cứ xem hết 12 phút, và những phút sau á, thì đó là những kết quả mà quay lại hầu như là đạt hiệu quả của cái bờ toàn tán. Cái chỗ nào mà nhô ra lồi vào á, thì bà con bấm hết. Vì với những cành chim ở trong cái bút á, bà con bấm hết cho mình đi, có những cành nhỏ nhỏ bấm hết. Còn về bấm đọt á thì mình nói rồi đó, những cái đọt nào mà không khả năng ra bông á bà con bấm. Chứ có hai giai đoạn mà để bà con bấm bông, đó là chu kỳ, đó là cây bơ nó có hai giai đoạn phát bông. Thì cái thời gian nào bấm bông bấm ngọn á cho hiệu quả, một là chúng ta bấm trước, hai là chúng ta gần thu hoạch chúng ta bấm. Chứ chúng ta bấm mà tới giai đoạn mà chuẩn bị làm bông ta bấm á thì giai đoạn này nó phát đọt rồi, làm bông chúng ta bấm thì nó không có tác dụng gì, nó lúc đó nó không có hiệu quả. Thì đó bà con cân nhắc vào từ giai đoạn, từ cái chu kỳ sinh trưởng cây bơ chúng ta có những cây đó giai đoạn bấm đọt riêng. Thì mình sẽ quay cho bà con hết về những cái kỹ thuật phòng bệnh và bấm cành tạo tán cây bơ bút, và vào giai đoạn khoảng cỡ 2 đến 3 tháng nữa mình sẽ làm cho bà con xem những cái clip về cái quy trình xử lý làm bông cây bơ bút. Thì bà con nào có nhu cầu á, muốn xử lý bơ bút á, thì có thể điện thoại số điện thoại dưới để được hỗ trợ về vấn đề này. Đó, thì với năm 2018 thì mình khẳng định cái lượng bông sẽ đậu nhiều hơn so với năm 2017. Thì nó có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất là lượng mưa ở năm 2017 rất là nhiều, khiến cho cái quá trình phân hóa mầm ho với lại là trong chồi nảy lọc ở trên cây bút á rất là sung, cây rất là già lá đều. Đó, như năm nay mà con để ý á, lượng cây bơ nó phát đọt và nó già lá rất là nhanh, rất là sớm so với năm ngoái. Năm nay hầu như bơ đã già lá hết. Thì giai đoạn mà già lá xong chúng ta phun MKB, già lá kích hoa, sau này chúng ta phun chặn đọt rồi xử lý bông. Thì đó là toàn bộ những cái quy trình chúng ta làm cây bông bơ bút. Còn clip này thì mình chỉ quay cho bà con xem về cái quy trình mà bấm ngọn tạo thành tỉa tán. Thì bà con cứ xem đi, mình hướng dẫn rất là kỹ và rõ ràng. Còn những cái phương hướng nào bà con không có thể mà làm được á, thì bà con có thể điện thoại đi, mình sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn. Thì về vừa quay vừa hướng dẫn bà con ở ngoài thực tế này nó cũng rất là tỉ mỉ rồi. Còn cái nào bà con không biết thì bà con cứ điện thoại nha. Đây mình sẽ quay từ dưới gốc quay lên, bấm những cành hết cho bà con xem á. Đó, những cành chim mà bấm hết luôn, không có để cành nào hết nha.
thì ngọn này chúng ta bấm luôn được để cho cây nó tức, nó nuôi thân và nó sung ra, nó nuôi những cành nhỏ ra. À, tí mình sẽ quay bấm hết cho bà con xem. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, thì mình sẽ thường xuyên quay những video về nông nghiệp cho bà con xem và học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm về của bên trái cây thơm mùa lắc cũng như bà con nông dân của chúng ta học hỏi. Xin cảm ơn bà con ạ.
Thank you.